sẽ mở rộng đối tượng tiêm vaccine sởi từ 1 đến 10 tuổi, thay vì chỉ tiêm cho trẻ từ 9 tháng đến 18 tháng tuổi như trước. Đây là thông tin được ngành y tế đưa ra tại hội nghị hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2024 với chủ đề Chung tay tiêm chủng phòng chống dịch bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh và phát động triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Thống kê của Bộ Y tế, trong những tháng đầu năm 2024, nhiều địa phương đã ghi nhận gia tăng các trường hợp mắc bệnh sởi, ho gà và một số bệnh truyền nhiễm khác. So với cùng kỳ năm 2023, số mắc sởi tăng hơn 8 lần, số mắc ho gà tăng hơn 25 lần. Đặc biệt là tại các tỉnh thành phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc sởi tăng đột biến, khiến địa phương này phải chuẩn bị phương án để công bố dịch. Liên quan đến vấn đề này, Cục Y tế Dự phòng cho biết, việc công bố dịch sẽ tùy thuộc vào khả năng của từng địa phương. Tuy nhiên, chiến dịch tiêm vaccine sởi là rất cần thiết ở bối cảnh hiện nay. Đặc biệt là vào mùa thiệu trường này, cái không gian mà các cháu gặp nhau và cái nguy cơ mà số mắc sởi với cái tỷ lệ lây đến 18 lần, tức là hầu hết một trường hợp mà bị mắc trong phòng, hầu hết những người còn lại nếu chưa tiêm chủng thì sẽ bị mắc. Và với cái chiến dịch này thì nó khác ở cái tiêm mình đã tiêm theo kế hoạch và tiêm bù tiêm vét, tức là đối tượng độ tuổi được mở ra. Ví dụ như trước đây trong tiêm chủng chúng ta chỉ tiêm là 9 tháng và 18 tháng thì cộng với lại các 3 năm mà vừa rồi không tiêm chúng ta tiêm bù tiêm vét, thì riêng chiến dịch sởi này khác cái là chúng ta mở rộng đối tượng từ 1 đến 10 tuổi trừ những trường hợp đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine sởi. Đấy là trường hợp thứ nhất và những cái vùng nguy cơ. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là bước vào năm học mới, khi trẻ nhập trường, nguy cơ lây lan dịch là rất lớn, nhất là với một số bệnh truyền nhiễm như sởi, ho gà, tay chân miệng và một số bệnh lây qua đường hô hấp. Các chuyên gia y tế cho rằng cần phải nỗ lực hành động để tiêm bù, tiêm vét và tiêm đủ cho trẻ. Trên thực tế, dịch sởi đang có nguy cơ bùng phát trở lại trong những tháng gần đây, dịch lan rộng tại nhiều tỉnh thành. Đây là dấu hiệu mạnh mẽ và cấp bách cho thấy cần tăng cường hơn nữa công tác tiêm chủng cho trẻ. UNICEF đảm bảo vaccine cho trẻ em và phụ nữ là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Y tế Việt Nam để đảm bảo trẻ được tiếp cận công bằng với vaccine trong tiêm chủng. Ngành y tế cũng yêu cầu các địa phương ra soát tổ chức tiêm bù tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm phòng bệnh, chưa tiêm đủ mũi, vận động các gia đình đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch, bố trí đầy đủ kinh phí, nhân lực, trang thiết bị cho các điểm tiêm chủng, đặc biệt là tại các vùng khó khăn và vùng có nguy cơ.